Dạ. Dạ, em xin phép lớp học ạ. Đó, ban tổ chức đồng ý với cái việc đường truyền của Huyên Ngai, Huyên Nam bị lỗi, anh có thể kiểm tra đường truyền để có thể tiếp tục bài thi của mình. Dạ. Các đề nghị khác cũng lòng chờ trong khi mà Huyên Nam Việt Nam kiểm tra đường truyền mạng của mình một chút ạ. Đào Vĩnh Long trong lúc trình bày anh có thể ngồi được không anh? Tại vì khi mà có nghe đang nói mà. Trong lúc trình bày anh đứng. Nghe đang nói rõ không ạ? Rõ anh. Lúc trình bày anh có thể là anh ngồi được không anh? Tại vì lúc anh đứng thì nó xa cái mic của máy quá nên nghe chất lượng thanh nó bị rè lắm, nghe không rõ lắm anh. Alo. Nghe rất rõ anh Đăng ơi. Tuy nhiên vẫn có một ý kiến góp ý với anh là khi anh trình bày bài á, anh nên đứng gần lại với cái mic mà anh nói chứ anh cũng đừng đứng xa mic. Cho nên là cái tiếng nói của anh nó không nghe được. Có tai phone không nào? Không nghe gì cả. Alo, xin lỗi anh Đăng ạ. Anh Đăng nghe rõ không ạ? Alo anh Đăng ơi. Alo anh Đăng ơi. Quản lý gọi thẳng. Xin lỗi anh Trần Hải Đăng ạ. Hiện tại chúng tôi đã không nghe được tín hiệu gì đâu ạ. Alo lên à? Bố chị không nghe tiếng gì đâu anh ạ. Anh Trần Hải Đăng ơi. Có nghe em nói không ạ? Bây giờ mới bắt đầu mà nghe được ạ. Anh thử lại test lại 1245 giúp em với ạ. Anh có nghe rồi em nói không ạ? Anh đang nghe rõ em nói không ạ? Alo. Alo. Anh đang nghe rõ em nói không ạ? Có nghe được nhưng mà rất chập chờn ạ. Anh Đăng có nghe thấy ban tổ chức đang gọi không ạ? Dạ rồi. Anh Đăng nghe rõ không ạ? Dạ em nghe rõ ạ. Dạ vâng. Thế thì vừa có một ý kiến liên quan đến bài đào tạo của anh là mình cố gắng đứng sát một cái với cái mic mà mình thu tiếng nói á. Tại vì anh đứng xa cái mic quá dẫn đến cái tiếng nói của mình không được nghe rõ ạ. Anh lưu ý trong quá trình đào tạo. Dạ. Rồi. Alo.
Thanh Long phải để hai mic cắt bớt một cái đi. Anh Đăng ơi, mình có nghe rõ không ạ? Alo ạ. Vâng, nghe rõ anh Long, anh Đăng ơi. Anh Đăng nghe rõ một chút không ạ? Dạ, em xin trình bày tiếp tục ạ. Dạ vâng, nếu mà mình đã kiểm tra được trường, mình sẵn sàng rồi, mình có thể tiếp tục ạ. Dạ. Vâng, xin mời anh tiếp tục bài thi của mình. Xin mời ạ. Rồi. Tiếp theo là cái thành phần chính của ngày của hệ thống, đúng không? Và chúng ta phải biết được cái vị trí như thế nào chúng ta mới sửa chữa được, phải không ạ? Và đây là vị trí của nút bấm nè, mà chắc ai cũng biết rồi, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là bộ chấp hành, và tiếp theo nữa là hộp SCU, đúng không ạ? Rồi, rồi cấu tạo của hệ thống, chúng ta đi sâu hơn là chúng ta cấu tạo hệ thống nè. Đó, thì ở đây một cấu tạo của bộ chấp hành, thì bộ chấp hành gồm có là motor cùng motor điện nè, và cái cảm biến vị trí số. Dạ, rồi thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là một cái dữ liệu rất là quan trọng là S1 và S2 là hai cái dữ liệu mà cảm biến vị trí này đưa về, và chút một chút xíu nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về cái thông số này. Rồi, tiếp theo nói về cấu tạo của bộ chấp hành SPVK và cảm biến vị trí số, thì chúng ta phải đi sâu hơn cái phần là về cấu tạo của bên trong cái cụm bộ chấp hành. Thì trước tiên là ở trên là chúng ta thấy cảm biến motor nè, tiếp theo là giắc điện, tiếp theo là motor, đây là motor chạy điện ba pha, đúng không, cộ giảm tốc và cảm biến vị trí số. À, và các bạn lưu ý rằng khi mà sửa chữa đối với cảm biến vị trí số này thì chúng ta có một cái dụng cụ ST, ST này chúng ta phải kết nối vào cái trục chỉnh số này để tránh hiện tượng là khi chúng ta lắp sai thì quá trình chỉnh số bị hỏng nè, đồng thời là nó sẽ bị hư, là nó hư cơ cấu bên trong và hư cả cái cảm biến và cái cụm motor này. À, đó là cái phần mà lưu ý đến. Rồi, tiếp theo nữa là phần rất là quan trọng đối với nguyên lý hoạt động. À, về nguyên lý hoạt động thì chúng ta muốn sửa chữa được thì chúng ta phải nắm về nguyên lý hoạt động. Thì tổng quan của phần nguyên lý hoạt động là gì ạ? Chúng ta thấy rằng hộp, đây là hộp SU là hộp điều khiển trung tâm. Thế thì hộp điều khiển trung tâm này gồm có các chức năng là điều khiển, trước mắt là điều khiển cụm chuyển số theo cái định của người lái nè, chức năng hỗ trợ tính năng an toàn và ngăn cản việc chuyển số ngoài ý muốn nè, và hệ thống chẩn đoán và các chế độ an toàn thì hộp này quyết định, và nó có sẽ kết tín hiệu vào và tín hiệu ra. Tín hiệu vào là tín hiệu của hộp ICU, tín hiệu của IVU và tín hiệu của nút bấm cũng là thì trạng thái của người lái nè, trạng thái đang an toàn nè, chìa khóa smart key, động cơ có on off, biết được cái tình trạng on off của động cơ nè, vân vân, thì nó sẽ xuất ra một cái dữ liệu, chẳng hạn như xuất ra dữ liệu về đồng hồ đa thông tin motor đúng không ạ, và hiển thị và đồng thời là thông tin cảnh báo. À, tiếp theo nữa là về trạng thái học số và tình trạng chẩn đoán thì sẽ giao tiếp, học SU sẽ giao tiếp với học này, và đặc biệt là sẽ xuất ra tín hiệu qua bộ chấp hành của cảm biến, bộ chấp hành và cảm biến và tín hiệu đầu ra và tín hiệu đầu vào. À, thế này để biết được đường truyền, đường truyền tín hiệu của các bộ phận như thế nào thì mình xin giải thích nhanh thôi. Thì ở đây chúng ta gồm có hệ thống kênh chính và hệ thống kênh dự phòng. Hệ thống kênh chính là màu xanh đây, thì cái động cơ hoạt động bình thường thì cái đường truyền màu xanh ta sẽ đi điều khiển ra là tất cả các hộp giao tiếp với nhau bình thường và thực hiện quá trình chuyển số bình thường. À, nhưng nếu gặp vấn đề thì sẽ sử dụng cái đường truyền kem dự phòng. Thì đường truyền kem dự phòng này sẽ thực hiện, đã can thiệp khi mà đang hệ thống đang gặp hư hỏng thì sẽ can thiệp và điều khiển cái cụm bộ chấp hành này nha. Rồi thì chúng ta thấy quan thấy là tín hiệu ở đây là tín hiệu xung điện áp, đúng không ạ? Rồi, ok, đó là phần về mô tả về tính năng và đường truyền. Mình nhắc lại là khi nhận tín hiệu bút bấm thì sẽ truyền tín hiệu đến hộp SU, và hộp SU sẽ
dựa vào tất cả các điều kiện mà xuất ra phòng chấp hành. Đó là lưu ý về cái phần nguyên lý hoạt động. Cái này một cái phần nó rất quan trọng nữa là về phần chẩn đoán nha. Chẩn đoán là phần rất là quan trọng trong cái trọng tâm của cái bài giảng ngày hôm nay. À thế này, chúng ta để chúng ta thực hiện được quy trình chẩn đoán ha, thì chúng ta phải nắm rõ, thì nắm rõ cái quy trình chẩn đoán như thế nào để chúng ta thực hiện. Và tại sao phải có quy trình? Thì chúng ta chẩn đoán là chúng ta phải có quy trình để chi? Để chúng ta thực hiện các bước cho nó một cách logic nè. Và khi chúng ta đi sai hướng thì chúng ta có thể quay lại và chúng ta có thể thực hiện các bước trong lần mà chúng ta có thể xử lý ban một cách dễ dàng. Thì đây là gồm có 5 bước nè: phân tích hiện tượng. Thế này phân tích hiện tượng mô tả hình ảnh của xe. Thì đặc biệt cái phần này là phần quan trọng. Chính vì vậy á, chính vì vậy thì khi mà xe vào có hiện tượng thì chắc chắn là chúng ta phải tiếp nhận và chúng ta phải xác nhận và tái tạo hiện tượng hình ảnh. À, tái tạo hiện tượng hình ảnh là cái rất là quan trọng. Rất là quan trọng, thì chúng ta thấy, chúng ta biết bệnh thì chúng ta mới chữa bệnh được. Còn chúng ta không biết bệnh gì, chúng ta không thể nào trị được, đúng không ạ? Hoặc thì khi mà có triệu chứng hư hỏng rồi, đúng không? Có triệu chứng hư hỏng rõ ràng rồi, đối với những triệu chứng phát lở hoặc là tiếng kêu hoặc chỉ số khó, thì đó là những cái triệu chứng hư hỏng chúng ta biết được. Còn đối với khi mà chúng ta không có triệu chứng thì chúng ta phải tái tạo vận hành, chúng ta phải áp dụng tất cả các biện pháp để tái tạo lại hư hỏng, thì chúng ta mới chẩn đoán được. Khi nó đã làm xong, chúng ta sẽ phân dùng nó, phân dùng nó và đo kiểm các giá trị thực tế. Đây là cái bước là chúng ta phải làm. À, sau khi phân dùng, chúng ta kiểm tra, chúng ta phán đoán và xác định được hư hỏng được. À, xác định được hư hỏng thì ok rồi, nó quá dễ rồi, đúng không ạ? Và đối với những vấn đề chúng ta không có phán đoán được hư hỏng, có nghĩa là những cái hư hỏng này, những cái hư hỏng này nó được mang tính là điều kiện. Bởi vì chẳng hạn như là ví dụ như là bấm nút là đường truyền tín hiệu điện không có nè, bấm nút chỉ số không được nè, thì nó mất vô vàn tất cả các chức năng, chứ không phải riêng một hư hỏng một chi tiết. Thì chúng ta phải dùng tất cả các phương pháp để chúng ta chẩn đoán, để chúng ta đưa ra những nguyên nhân hư hỏng là gì. À, còn đó bên đây thì rất dễ rồi. Ví dụ như là tôi thấy là chuyển số có tiếng kêu ở cụm bộ chấp hành, thì chúng ta lại kiểm tra bộ chấp hành không, rất là đơn giản, đúng không ạ? Rồi cuối cùng là chúng ta xác định được nguyên nhân hư hỏng, và mục tiêu của mình là xử lý xong cái ban, xong những hư hỏng đó và xác nhận với khách hàng trước khi giao xe. Đó là điều hết sức quan trọng, và chúng ta phải trải qua 5 bước này: xác định hư hỏng, đánh giá nguyên nhân hư hỏng và kiểm tra và vận hành và hoàn thiện. Đó là bước chung. Và không những là trong hệ thống này, không những hệ thống SPVK này, mà ngoài ra chúng ta có thể áp dụng tất cả các hệ thống khác. Rồi về quy trình chẩn đoán thì một số cái lưu ý về quy trình chẩn đoán: chúng ta phải chẩn đoán theo một cái logic và sử dụng các công cụ hỗ trợ cho nó. À, thì các công cụ hỗ trợ chẩn đoán là chúng ta là khi mà hư hỏng xảy ra thì chắc chắn nó phải có mã phát ra và không có mã phát ra. Nếu có mã phát ra thì thực hiện các bước theo yêu cầu. À, theo yêu cầu của cái mã lỗi, đúng không ạ? Và đây là ví dụ về một cái mã lỗi. À, đây là một mã lỗi. Đây là những cái mã lỗi. Từ đây là hệ thống CAN điều khiển thì chắc chắn nó phát ra mã lỗi. Nhưng lưu ý là chúng ta không còn cần phải nhớ những cái mã lỗi này, vì chẳng hạn chúng ta có rồi. Và hôm nay anh chỉ giới thiệu cho mọi người nắm rõ cái phần đó thôi. À, rồi đối với những hư hỏng mà có lỗi thì chúng ta theo lỗi theo cẩm nang, còn đối với những hư hỏng mà không có lỗi thì chúng ta theo bản triệu chứng hư hỏng. Dạ, rồi tiếp theo nữa là nếu không có mã lỗi thì sao? Chẳng hạn như rung động, tiếng kêu và những chức năng hoạt động sai thì nó không có mã lỗi. Thì đối với không có mã lỗi thì những anh em thiếu viên thì tâm sự là những cái ban không có mã lỗi thì rất nhức đầu và chẩn đoán là khó khăn khi thực hiện. Thì đối với không có mã lỗi thì chúng ta theo cái bản triệu chứng hư hỏng này. Và có những cái anh thiếu viên là tâm sự là mình không biết bản triệu chứng hư hỏng ở đâu, thì mình xin giới thiệu đây là cái bản triệu chứng hư hỏng ở đây. Và chúng ta có đường link, đường dẫn mà chúng ta vào. Đây là bản mã lỗi. Và lưu ý bản mã lỗi chỉ là tiếng Anh thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải dịch. Và chúng ta dịch nghĩa và tiếng Việt thì chúng ta làm. Và chúng ta có sự nghiên cứu. Chẳng hạn như ở đây có những cái rung động, chuyển số nè, motor chuyển số nè. Thì ở đây thì các nguyên nhân có thể là do gì? Do cảm biến nè, do lỗi cụm thân qua nè. Và người ta đã có các bước kiểm tra cho mình luôn. Nên chính vì vậy các anh em thật sự yên tâm cái phần này nha. Đó là bản triệu chứng hư hỏng. Đây cái phần lưu ý khi chẩn đoán là chúng ta phải phân tích chính xác nguyên nhân hư hỏng ở diện rộng và chúng ta thu hẹp dần. Thì nếu hư hỏng xảy ra
nhiều lần chúng ta phải biết được nó cái điểm chung đó là điểm này và các ngoài hàng có sử dụng có cái thói quen sử dụng như thế nào à, và chúng ta phải tra lịch sử coi những lần sửa chữa, tức là khách hàng sửa chữa ở đâu, sửa chữa ở đâu ạ, sửa chữa ở ngoài hay là chính anh ta để sửa, chính những người khách để sửa chữa nó, hay là đã vào một cái hãng nguyên bang nào đã sửa chữa rồi thì chúng ta có thể phân biệt nhanh hơn. Và trước khi hư hỏng xảy ra thì có triệu chứng thì nó có cái biểu hiện khác thường không, chẳng hạn giống như mình bị nhiễm COVID thì sao ạ, đau họng phải sốt cao đúng không ạ, thì xe cũng vậy, phải có một cái triệu chứng hư hỏng trước đó à. Một phần nữa là kiểm tra, chúng ta kiểm tra cần phải có hệ thống mà phải logic và cấu tạo và chức năng cơ chế làm việc thì mình đã trình bày cho anh em rồi ha. Và chúng ta hãy bắt đầu kiểm tra hư hỏng, sau đó thu hẹp dần từ một hệ thống, chúng ta thu hẹp dần từ một chi tiết nhỏ để chúng ta kiểm tra và chẩn đoán ha. Và chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ để hỗ trợ nè, như máy GPS nè, rồi VPN nè, kiểm tra các cái số liệu nè, và đồng thời là chúng ta xem những cái số liệu trên database thì nó đem lại chúng ta cái khả năng phán đoán chính xác hơn, chúng ta dựa vào đó là đem độ tin cậy cao hơn. Và những lưu ý là những mã lỗi lịch sử là những mã lỗi sao ạ, rất là có ích khi mà những cái sự cố nó là mang lại tính chập chờn à. Ok, đó đó là phần về quy trình chẩn đoán à. Rồi tiếp theo chúng ta là lập một cái số trường hợp hư hỏng thì ở đây nó có một cái số trường hợp hư hỏng như sau. Rồi thì khách hàng phàn nàn là sao ạ, đề máy động cơ nổ máy nhưng mà không thể chuyển số được, và đồng hồ tắc lô cũng như thế này, và đồng hồ tắc lô báo lỗi nó hay mà là nó chớp đèn đúng không ạ, và nó báo thêm một cái dòng thông điệp như thế này, và chúng ta khi đọc lỗi thì chúng ta thấy mã lỗi như thế này à. Rồi tiếp theo nữa là động cơ không thể nổ máy được và không có tín hiệu đề và số và đồng hồ tắc lô báo lỗi. À, rồi tắp lô báo lỗi thì nó sẽ báo lỗi này, chúng ta đọc lỗi thì chúng ta thấy được cái lỗi này ở CU. Thì đó ấy, trong trường hợp là chúng ta thấy lỗi như thế này, vậy thì chúng ta phải kiểm tra như thế này à. Rồi mà ai phát biểu mà nếu xe có không có mã lỗi, có mã lỗi thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào, có ai phát biểu mà bạn An Giang đi. Mời bạn An Giang. Rồi thế thì mình sẽ trả lời nha. Thế thì mình sẽ trả lời tha cho bạn nha. Thì đối với những xe mà chúng ta không có mã lỗi, chúng ta có mã lỗi thì chúng ta thực hiện theo cảm năng sửa chữa. Và cái này là cái câu chúng ta còn phải làm lần trong quá trình chúng ta kiểm tra. Rồi tiếp theo đó là về dữ liệu kích hoạt, thì ở đây gồm có là ba phần dữ liệu, gồm có hai phần dữ liệu chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là quan tâm cái ASIC, là có nghĩa là tần số bằng điện ha. Và chúng ta quan sát ở đây chúng ta thấy là lưu ý là khi chúng ta chọn thì chúng ta chọn những cái mục mà chúng ta đang quan tâm để chúng ta xem, chứ không xem những cái thông số khác à. Rồi khi mà chuyển sang chế độ xem là sao ạ, xem chế độ xung thì chúng ta sẽ dễ thấy hơn à. Là sao các bạn thấy xung không ạ, các bạn thấy xung đang xung điện áp, nó đang đây là xung vuông đúng không ạ, và chúng ta thấy khi mà bắt đầu chuyển số thì chúng ta nghe được tiếng kêu, thì chúng ta có thể phán đoán được là gì ạ, là chắc chắn rằng là có điện áp và có điều khiển xuống bộ chấp hành à. Nếu mà nghe tiếng kêu nhưng mà tiếng kêu nó không được phát ra thì sao, và chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta thực hiện các bước kiểm tra tiếp theo à, chúng ta phán đoán. Rồi một phần kiểm tra data list, ở đây là chúng ta kiểm tra data của hộp SCU à, kiểm tra hộp SCU thì ở đây chúng ta sẽ chọn các thông số mà chúng ta cần quan tâm để chúng ta kiểm tra và chúng ta quan sát. Đây khi chuyển số B à, bắt đầu chuyển số R và chúng ta phải quan sát hai cái giá trị trên à. Đấy, và chúng ta thấy rằng là biên độ xung nó có hình dạng của biên độ xung, và chúng ta có nhìn thấy thì chúng ta có thể
tua đi để tua lại để có thể thấy được là sao tại cái thời điểm này nó có sự thay đổi hay không, và tất cả các cái tín hiệu này nó thay đổi có thống nhất hay không, nó có chậm hay không, và chúng ta có thể phán đoán được là tín hiệu điện này đưa ra có chính xác hay không. Và một cái phần nữa là cái phần activate là cực kỳ quan trọng. Và mục đích của việc activate là gì ạ? Để mình biết được bộ chấp hành nó có làm việc là tốt hay không. Đúng không? Thì phần activate đối với hệ thống này thì chúng ta chỉ active được có 40 chỉ số thôi. Và chúng ta cũng chọn những cái thông số mà chúng ta quan tâm. Thì gồm những thông số gì ạ? Là thông số cảm biến X1 nè, X2 nè, của cảm biến vị trí số nè, motor là dòng của motor nè, và cái số mục tiêu, đúng không ạ? Và bắt đầu chúng ta đặt tên số R. Tiếp tục là số anh nào thì chúng ta thấy biên dạng sung như thế này. Đấy. Và chúng ta thấy được là khi mà chuyển số B thì biên dạng sung nó sẽ như thế này. Vậy thì chúng ta phải căn cứ vào đâu để biết được cái biên dạng sung nó có chính xác hay không? Thì chúng ta nên dựa vào cảm năng sửa chữa, đúng không ạ? Và một phần quan trọng hơn là chúng ta cần phải phân tích sơ đồ mạch điện. Thì đối với hệ thống này chúng ta cần phải phân tích sơ đồ mạch điện, và chúng ta cũng đã tìm hiểu, chúng ta tất cả anh em ở đây chắc có lẽ là ai cũng biết được là về các cái ký hiệu trên sơ đồ mạch điện. Vấn đề là ở đây mình chỉ phân tích là đường truyền tín hiệu nó như thế nào, đường truyền nó điện hiệu nó như thế nào, và những cái đường truyền nó đi như thế nào, và chúng ta kiểm tra ra sao. Thì xin giới thiệu đây là một cái sơ đồ mạch điện của chiếc Santa Fe GM 2021 2.5 MBI. Thì ở đây chúng ta thấy là đây là cái cộng chỉ số, đúng không ạ? Chỉ số gồm có là tín hiệu on off nè, và tín hiệu mát nè, tín hiệu memory nè, và đồng thời là đây là tín hiệu xuất ra đến đâu ạ? Đến SCO, đến SCO, đúng không ạ? Đúng rồi, đến SCO. Thì tín hiệu đó xuất về SCO là tín hiệu xung, đúng không ạ? Và nhiều anh là và biết kiểm tra chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ kiểm tra và dựa vào tất cả các cái thông số ở đây chúng ta phải đo xung. Chúng ta là vào phần kiểm tra tín hiệu, chúng ta đo xung và chúng ta xem cái giá trị tiêu chuẩn nó có đúng hay không, đúng không ạ? Rồi một sơ đồ mạch điện nữa, chúng ta thấy nhiều hơn, phức tạp hơn, không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy là đây là hộp SCO nè, ở đâu gần có nguồn các tín hiệu như hộp IBU, đúng không ạ? Và cảm biến vị trí B nè, đàn nè, tín hiệu đàn nè được đưa vào nè, đó là những tín hiệu cần. Và đây là đường truyền cam, đường truyền cam giao tiếp giữa cái cổng bấm. Và đây là hai chân memory buffer thì lưu trữ, đây là chân nguồn để lưu trữ tất cả các thông tin mà nổi và bộ nhớ. Và đồng thời là đây là đường truyền tín hiệu xung, hồi nãy chúng ta vừa trao đổi đấy, đường truyền tín hiệu xung thì đường truyền nó sẽ như thế nào. Chúng ta thấy khi bấm bấm thì sao, đường truyền tín hiệu đưa vào hộp SCO và tiếp tục là cấp nguồn cấp mát cho cảm biến, và hai tín hiệu phản hồi sẽ trở ngược lại. Đây là tín hiệu trở ngược lại rồi. Và có nhiều anh nói là vậy thì tín hiệu đó nó được nó có tên gì, chân có tín hiệu tên gì, và tín hiệu ở đó chúng ta kiểm tra như thế nào. Thì ở đây thì chúng ta vào cái phần xin giới thiệu là chúng ta vào phần cái các cực của ICM. Đây là dẫn để các anh em truy cập vào, và chúng ta có thể biết được số chân và tên chân của nó, và nó xuất ra cái nguồn điện áp bao nhiêu volt thì chúng ta cũng có thể biết được. Đây là phần giới thiệu về cái web, về giới thiệu nhắc lại cho mấy anh em được nhớ thôi. Một sơ đồ cuối cùng là chúng ta thấy nhiều dây, đúng không ạ? Nhiều dây hơn thì ta thấy rằng là những cái sợi dây đen này nè, và những sợi dây là chấm nhiễm thôi ha, nhưng mà chắc là đây là những dây tín hiệu không nhiều đâu ạ. Thì thế này, đây là những dây, đây là cái cụm SCO, đây là bộ chấp hành. Thế thì đây là nguồn cấp cho bộ chấp hành ha. Và đồng thời hộp SCO sẽ cấp, ở đây chúng ta là gọi là ở trên đây nó có một cảm biến, đúng chưa? Thì nó sẽ cấp cho cảm biến 5V và cấp mát ở đây để cho cảm biến hoạt động. Thế thì ở đây là ba dây nguồn, chúng ta biết là ở đây là motor điện 3 pha, đúng không ạ? Thì nó gồm có ba đoạn dây điều khiển, đoạn dây từ SCO điều khiển xuống bộ chấp hành,
và đồng thời là NOD này thì là hai tín hiệu là xung bao vây. Đấy, đây là tín hiệu xung bao vây. Thì chúng ta có thể thấy được cái giá trị tham khảo ở đây. Giá trị tham khảo ha. Đây là cái phần tham khảo của cái phần là bộ chức năng và chúng ta đi kiểm tra và dựa vào tất cả các con số này. Rồi. Đúng không? Cấp nguồn mát và 5V. Tiếp theo là điều khiển motor và motor sẽ phản hồi về hộp. À, rồi đây là phân tích về sơ đồ mạch điện. À, rồi và phần cuối cùng rất là quan trọng nha, là chức năng dự phòng và các cái tính năng tiện ích. Và chức năng này sẽ hỗ trợ cho người kỹ thuật viên chúng ta nè, biết được chức năng dự phòng để chúng ta sửa chữa, để chúng ta biết có thể là xử lý các cái trường hợp là khẩn cấp ha, và đồng thời là các cái tính năng tiện ích để chúng ta có thể giải thích với khách hàng, chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng biết sử dụng xe cho nó hợp lý. Rồi chức năng dự phòng thứ nhất là chức năng là khi mà hệ thống, khi mà chúng ta xe chúng ta đang sử dụng, chúng ta đang lưu thông trên đường, thế thì hệ thống bộ chấp hành này báo lỗi thì như thế nào, và cảm biến vị trí số và cơ cấu này nó báo lỗi, nó không hoạt động nữa. Ví dụ như đang chạy số D ở tốc độ cao, đang 100 km/h đúng không ạ? Thế thì sao? Là hệ thống sẽ nhận được lỗi và sẽ tất cả các hộp sẽ theo điều trì dự phòng sẽ can thiệp và giữ ở vị trí hiện tại và vị trí D hoặc R và chuyển số, và khi mà xe bắt đầu dừng lại thì xe sẽ chuyển sang chế độ bánh nào, chuyển sang chế độ nào và màn hình sẽ báo lỗi. Và đúng này sao? Và đến nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải xử lý sự cố nó như thế nào, đó là chúng ta phải tư vấn cho khách hàng an tâm hoặc khi sử dụng. Rồi một phần thứ hai là về chức năng dự phòng thứ hai là đối với xe mà sử dụng hệ thống S-Buy, cái hệ thống là S-Buy thì chắc chắn là sẽ không có cái nút này đúng không ạ, nút shift lock. Thì khi chúng ta gặp sự cố hết bình, chẳng hạn chúng ta muốn đẩy xe về chỗ nào thì nó sẽ không có cái nút này đâu ha. Thì chính vì vậy á thì chúng ta phải cấp nguồn, chúng ta phải cấp nguồn thì mới có thể di chuyển được xe và chúng ta có thể chuyển về vị trí anh nào. Ok, và chúng ta tư vấn khách hàng là sao ạ, báo bình ắc quy theo cái hướng dẫn cẩm nang. Rồi đó là lưu ý thôi. Một phần nữa thì rất nhiều anh em hỏi là đối với xe mà đã sử dụng cái công nghệ mà rửa xe tự động á thì sao, xe nó sẽ tự di chuyển và nó sẽ yêu cầu là chúng ta là ngồi trên xe tắt chìa khóa ốp hoặc AC và cần số thì để vị trí nào. À, đấy là điều kiện rất là khó. Và đối với những xe hiện tại của mình, đối với những xe như là Santa Fe mới nè, Palisade nè, thì khi mà chìa khóa ốp thì chúng ta tắt, chúng ta để số nào, chúng ta tắt thì nó vẫn giữ, nó động cơ vẫn giữ số nào. Nhưng mà đối với hai dòng xe này thì nó sẽ chuyển về số B, đó là chế độ an toàn. Vậy thì chúng ta muốn xe di chuyển thì sao? Thì chúng ta phải thực hiện tất cả các bước này, thực hiện tất cả các bước ở đây. Và lưu ý nè, khi chúng ta thực hiện các điều kiện như là chúng ta là động cơ một, khởi động động cơ lên, chúng ta chuyển số nào nè, động cơ ôm, dài sợi dây an toàn và tất cả cửa đóng đi, cửa đóng. Bước hai là chúng ta màn hình nó sẽ hiển thị cái dòng chữ này. Sau đó nó ấn giữ nút OK đây thì màn hình nó sẽ hiển thị đây, nó sẽ hiển thị dòng chữ này. Và đến bước 4 là chúng ta tắt động cơ, tắt ốp chìa khóa đi thì nó vẫn giữ ở vị trí N, cho nó gửi một cái thông điệp là gì ạ? Nó đang giữ N, khi bạn khởi động thì nó sẽ nút bấm sẽ tự chuyển số về B. À, đây rất là đơn giản đúng không ạ? Và bước 5 là vị trí số chúng ta sẽ xác định ở vị trí ACC hoặc ốp mà khi bạn mở cửa ở vị trí B đó. Thì sau bài này thì chúng ta sẽ có một bài thực hành, chúng ta sẽ thực hành làm cái này, chúng ta làm chức năng này, thực hiện chức năng này có được không ha. Rồi một chiếc phong năng dự phòng là chế độ vừa rồi là chế độ chúng ta là do hệ thống bình thường, nhưng đối với chức năng, nhưng khi mà chúng ta hệ thống chúng ta bị lỗi đó, và không thể chuyển số được, nhưng mà chúng ta muốn thuận tiện trong quá trình mà di chuyển xe nè, hoặc là kéo xe nó thuận tiện hơn, hoặc là trong những cái trường hợp cụ thể thì nó rất là khó khăn. Thì chính vì vậy á, thì hệ thống chính vì vậy á, chúng ta phải biết cái thao tác là chúng ta trả số cưỡng bức hay trả số cưỡng bức. Thì chúng ta tham khảo trong quá trình tháo lắp thì chúng ta tháo cái cụm này ra, tháo cái bầu gió và tháo cái cụm này
tháo cái cụm bộ chấp hành này ra, và sau đó chúng ta thực hiện là trị số thêm một chiều trên một hộp ha, chiều phái là 7 ly, 7 mm ha, và để thực hiện cái 7 cm để thực hiện cái này. Rồi sau khi đã chỉ số thì chúng ta sao thực hiện bước kiểm tra tiếp theo là theo cái cẩm nang sửa chữa, và lưu ý là cái này là chỉ sử dụng, chỉ là mấy anh em kỹ thuật sử dụng và không khuyến cáo khách hàng sử dụng cái này ha. Rồi thì tiếp theo đó là mình sẽ giới thiệu về các tính năng an toàn và tiện ích của xe. Thứ nhất là chức năng là điều khiển xe từ xa ha. Rồi then place the vehicle in park. Và chúng ta thấy đây là một cái chức năng hết sức là xịn sò không ạ? Và chúng ta có thể điều khiển xe bằng remote luôn. Ok. Vậy thì tại sao chức năng điều khiển bằng remote này liên quan đến chức năng điều khiển tần số tự động ạ? Điều khiển bằng nút ấn ạ? Thì khi mà chúng ta điều khiển bằng nút ấn á, thì sao? Nó rất là dễ dàng trong quá trình mà điều khiển. Còn khi mà chuyển số bằng cơ thì sao? Gặp trở ngại và không có ai có thể chuyển số tự động được. À, đó là một cái tính năng rất là xịn sò. Rồi. Và một cái clip nữa để giới thiệu một cái chức năng an toàn. Đấy. Đấy. Thì các bạn thấy là khi mà ông anh ông thấy cái quả bóng rơi thì ông thắng xe lại và ông mở cửa ra. Ông vô tình là sao? Ông quên đi trả về số B rồi. Thì lại thì mà trong khi đó là xe đang đổ ở dốc đúng không ạ? Thì rất là nguy hiểm, nhưng hệ thống đã can thiệp và rất là an toàn. Đây là một chức năng hết sức là hay. Rồi thì sau khi kết thúc buổi đào tạo này thì yêu cầu tất cả các học viên để thực hiện các cái công việc sau, nhất là ôn tập lại nội dung nè. Thứ hai là ôn tập về cơ cấu và cơ chế làm việc của DVK, xem lại quy trình chẩn đoán và một số hư hỏng, và tìm hiểu tính năng của hệ thống cũng như là các chức năng dự phòng ha. Và trong thời gian tiết học thì nội dung nó nhiều và nên không thể nào mà chúng ta thực hiện luôn, thực hiện cái bài tập được, thì sau cái buổi học này mình sẽ có một cái bài tập để cho kỹ thuật viên có thể làm trực tiếp và chúng ta biết được là đánh giá được cái hệ thống này như thế nào, chúng ta có thiếu sót phần nào mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta có thể tìm hiểu sau. Và qua cái thông điệp của bài giảng này, chúng ta xin chia sẻ là rèn luyện kỹ năng tự học là một cái chìa khóa của sự thành công. Cho dù người trình bày đến hay đến mức độ nào đi nữa, nên là cho dù người trình bày hay đến như thế nào đi ạ, thì cũng không bằng là tự cá nhân của chúng ta có thể trao dồi tự khả năng chúng ta học, thì chúng ta mới thể tiếp thu được nhanh. Bài giảng của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng lắng nghe cái bài giảng của mình. Tôi xin cảm ơn và kết thúc cái buổi giảng hôm nay. Dạ. Xin chúc mừng thí sinh Trần Hải đang tham gia bài thi của mình.
Và sau đây xin mời các bạn đánh giá và cho điểm bài thi thông qua phần mềm hiển thị trên màn hình ạ. Đối với phần thi của thí sinh Trần Hải Đăng ạ, xin mời hiển thị ạ. Quý đại lý lưu ý ạ, thang điểm chúng tôi đang để ra là từ 1 đến 5. 1 là mức thang điểm thấp nhất, 5 là mức thang điểm cao nhất. Trong đó chúng tôi đã đưa ra 6 tiêu chí đánh giá. Trong quá trình đại lý đang đánh giá bài thi của thí sinh Trần Hải Đăng thì xin mời thí sinh Võ Xuân Nhật chuẩn bị bài thi của mình. Chúng tôi đã nhận được kết quả của 56 đại lý rồi ạ. Còn một số đại lý nữa chưa hoàn thành bài thì nhanh chóng để hoàn thiện giúp chúng tôi. Và sau đây thì chúng tôi xin mời hiển thị cái kết quả đánh giá của đại lý ạ. Với tiêu chí số 1 ạ, thì đại lý lựa chọn mức thang điểm là số 3 là nhiều nhất ạ. Số 3 và số 4 đang ngang nhau. Với tiêu chí số 2 thì mức thang điểm đã được cho số 5 là nhiều nhất ạ, thang điểm cao nhất. Với tiêu chí thứ 3 là mức điểm đang được cho ở mức số 3 là cao nhất ạ. Và với tiêu chí số 4, thang điểm đang được cho ở mức số 3 là cao nhất. Với tiêu chí thứ 5 thì mức điểm được cho là tiêu chí là mức điểm số 3 là cao nhất. Và với tiêu chí cuối cùng thì mức điểm đang được cho ở mức số 3 là cao nhất ạ. Xin được cảm ơn phần bình chọn của đại lý ạ. Và tiếp theo sau đây sẽ là màn giao lưu chia sẻ với thí sinh ạ. Có đại lý đặt câu hỏi với đại lý như này, với anh Nhật Trần Hải Đăng của Huyền Đại Vĩnh Long không ạ? Dạ em có ạ. Dạ. Xin mời anh. À, Hải Đăng ơi. Dạ, em nghe anh. Ừ, cho anh hỏi là cái hệ thống này là sử dụng chuyển số bằng điện. Dạ. Tuy nhiên thì anh nhìn lên trên Santa Fe. Dạ. Thì cái chế độ spot mode nó hoạt động như thế nào nhỉ? Alo. Alo, em nghe anh. Thế thì đang, dạ. Đang nghe rõ câu hỏi của anh không? Dạ, em nghe rồi anh. Thì, ok. Chế độ spot mode. Dạ. Thì chế độ này thì chúng ta thực hiện là khi mà chúng ta chạy xe tốc độ động cơ, tốc độ xe là trên 5 km/h mà chúng ta ấn giữ cái lẫy chậm thì nó sẽ vào cái chức năng đó. Dạ. Rồi nếu mà mình đã vào sport mode rồi, nếu mình muốn thoát ra để đi chế độ tự động thì thực hiện bằng cách nào nhỉ? Đi với chế độ tự động thì mình có thể là chuyển sang cái phím bấm là phím D, hoặc là mình sẽ ấn giữ phím trừ thì nó sẽ chuyển về chế độ bình thường. Dạ. Yeah. Ok, anh cảm ơn em. Dạ. Yeah. Còn đại lý là câu hỏi với thí sinh Trần Hải Đăng không ạ? Hiện tại thì tôi vẫn chưa nhận thấy câu hỏi là của các thí sinh. Thì bây giờ cho phép tôi xin được hỏi thí sinh Trần Hải Đăng ạ.
cái cảm xúc của bạn mà sau khi mà trình bày xong cái bài thi thì bạn cảm thấy thế nào ạ? Dạ, thì sau khi mà trình bày cái phần thi của mình á, thì trước mắt là em trước tiên là em rất là hồi hộp. Dạ, tại vì đào tạo online thì em ít đào tạo online và từ trước đến nay là chỉ đào tạo offline thôi, nên cái phần kinh nghiệm về đào tạo online thì chưa có được nhiều. Dạ, đó là phần thứ nhất. Thứ hai nữa là việc khi mà trình bày online á, thì nó bị ảnh hưởng nhiều về cái đường truyền và cái tín hiệu. Thế thì qua phần này thì em cũng rút được một cái số kinh nghiệm để hoàn thiện hơn sau những cái buổi dạy tiếp theo, để cho cái buổi dạy của mình nó thêm hiệu quả hơn. À. Và đối với dạ theo em á, thì đối với cái người giảng viên á, thì muốn thực hiện một cái tiết dạy á, thì việc kiểm tra rất đặc biệt mà chuẩn bị rất là công phu. Chúng ta thực hiện trên tiết dạy một hôm thôi, một ngày thôi, là chúng ta có thể chuẩn bị gấp 3 lần cái thời gian mà chúng ta đứng lớp. Và đồng thời là cái yếu tố là thực tiễn là quan trọng. Chính vì vậy là người giảng viên phải tìm hiểu rất là sâu về hệ thống, rất là kỹ, thì có thể trình bày cho lớp học cảm giác được là cái hiệu quả hơn. Và người học cũng có thể là qua cái khóa học thì cũng có thể là thực hiện được cái quá trình chẩn đoán và quá trình kiểm tra, để đem lại cái sự tự tin nhất cho người kỹ thuật viên và đem lại cái cảm giác hưng phấn nhất trong khi mà chúng ta làm việc, và cảm giác được là khi mà chúng ta tham gia cái công việc, chúng ta đến công ty thì nó rất là thoải mái, không có bị áp lực bởi cái công việc, tìm niềm vui trong công việc của mình. Thì đó là những cái tâm sự của em, những cái ý kiến của em. Vâng, cảm ơn lời chia sẻ của thí sinh Trần Đại Đặng. Và tôi xin phép được có một câu hỏi nữa dành cho thí sinh ấy. Trong tôi thấy là trong khi mà bạn đào tạo, bạn trình bày đó, cái body language của bạn, nghĩa là cái cử chỉ của bạn rất là nhiều đó. Chỉ cho tôi hỏi một câu, đó là sau cái bài đào tạo này bạn cảm thấy mệt không ạ? Dạ, tại vì em xin trả lời cái câu hỏi của anh ạ. Thế thì tại vì trong cái buổi giảng á, là em thường là đứng giảng. Và trong quá trình đứng giảng á, thì em sử dụng cái cử chỉ và rất là nhiều trong cái tiết học, để làm cho cái tính sinh động hơn trong cái bài em trình bày, để làm rõ cái nội dung, rõ bật lên cái nội dung mà em muốn trình bày, để cho người giảng viên hiểu, người học viên hiểu. Dạ. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Dạ. Và các đại lý khác có đặt câu hỏi nào với thí sinh không ạ? Huyền Đài Đông Anh có đặt một câu hỏi với thí sinh Trần Hải Đăng ạ. Chế độ điều khiển tự động dùng trên video minh họa cho Elantra hiện tại đã có trên dòng xe nào của Huyền Đài? Đã lắp trên phiên bản nào tại Việt Nam chưa? Bạn có nghe rõ câu hỏi không ạ? Ở phần tin nhắn chat đó. Bạn bật mic lên trả lời câu hỏi giúp mình. Dạ alo, em xin trả lời câu hỏi của anh Đông Anh á, là hiện tại em biết á, là theo tìm hiểu thì những xe bán được trong nước của mình á, thì hiện tại là chưa có cái chế độ này. Chế độ này là chế độ option và ở phiên bản nước ngoài. Thì chính vì vậy á, thì trong cái bài giảng này nên mình nên đưa vào, và hy vọng là sắp tới những cái dòng xe ở Việt Nam mình có thêm cái chức năng này để cạnh tranh với các đối thủ. Vâng, bạn Trần Hải Đăng đã vừa trả lời câu hỏi của Huyền Đài Đông Anh, thì không biết là Huyền Đài Đông Anh có hài lòng với câu hỏi đáp án không ạ? Dạ vâng, Huyền Đài Đông Anh đã hài lòng và xin cảm ơn. Còn lại đến đặt câu hỏi với thí sinh Trần Hải Đăng. Nếu không có ai có câu hỏi gì nữa thì tôi được xin mời thí sinh Võ Xuân Nhật của Huyền Đài Sông Hàn chuẩn bị sẵn sàng ạ. Và trước khi bài thi của thí sinh Võ Xuân Nhật diễn ra thì tôi xin mời hiển thị lại danh sách chia lớp